Cha On thấy In Seok hôm nay thật kỳ lạ, làm mấy hành động như là người yêu của nhau vậy. Sau một lúc bị chọc gạo, cha On run rẩy rồi ngoan ngoãn như một chú mèo con, rụi rụi đầu vào người đó và nói, em sai rồi, thưa chủ nhân. Không ngoài dự đoán, đó là Moon Sehan. Cậu ta mỉm cười cương chiều nghĩ, biết mình sai ở đâu rồi sao. Bất chợt cha On nắm lấy tay Sehan rồi nài nỉ, nhanh lên, anh In Seok. Nghe thấy cha On gọi tên người đàn ông khác, Sehan tức giận tháo găng tay, rồi mở bịt mắt cha On ra. Xin cha On, nhìn tôi đi. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Cha On kinh ngạc quay mặt lại, khuôn mặt lạnh lùng đến đáng sợ của Se Han xuất hiện trước mắt cậu. Cậu run rẩy thốt ra, Mun Se Han, tại sao cậu lại ở đây? Se Han cúi sát lại gần nói, cho nên tôi đã bảo cậu phải cẩn thận rồi mà. Cha On hoảng loạn vùng vẫy, này Mun Se Han, dừng lại đi. Nhưng với sức lực của cậu, tay thì đang bị trói, nên không thể thắng được Se Han. Đừng có phản kháng, Cha On à, dù sao cậu cũng không thắng được tôi đâu. Đừng như thế, tên điền này, cởi trói đi. Se Han cười lớn, rồi kéo cha on lên giường lại cha on rơm rớm nước mắt hét lên đừng mà cậu định làm gì vậy hả sao lại khóc thế tôi trân trọng cậu đến mức tay còn không dám động vào tôi đang tức giận làm đấy thấy xe han sắp hôn mình cha on giật mình né tránh cậu đang nói vớ vẩn gì vậy xe han đè mạnh cha on xuống thầm thì bên tai với lại tôi không muốn cậu giấu giếm tôi điều gì cả cậu cũng cảm thấy không thoải mái đúng chứ bây giờ không cần phải như thế nữa cha on hét lên này khoan đã muôn xe han không được xe han khiêu khích Cha On à, cậu sợ sao? Cha On nổi giận với vẻ mặt khiêu khích mà lặp lại, sợ cậu. Sehan khoái chí trêu chọc, nhưng mà tiếng tim cậu đập hơi bị lớn đó nhé. Có vẻ cậu đang lo lắng lắm đó. Cha On mạnh miệng, thử một lần xem. Cậu nghĩ tôi sẽ chết chắc, vậy thì tôi an tâm rồi. Sau nhiều năm kiềm chế cảm xúc, nay Sehan đã được thỏa lòng mong muốn, cậu ta thỏa mãn vô cùng. Sau một lúc vật lộn, Cha On giật mình vì chạm trúng vết sẹo trên người Sehan. Thấy bàn tay Cha On run rẩy, Sehan lau nước mắt rồi nhẹ nhàng an ủi vẫn còn thấy có lỗi với tôi sao tôi biết cậu không thể quên nó cũng không thể buông bỏ nó được cha on nhận ra tất cả bí mật đều bị phát hiện rồi mùa hè nhiều năm về trước khi hai đứa trẻ đạp xe qua đường hầm cũ thì bất chợt xuất hiện một kẻ lạ mặt chặn đường hắn bắt cóc rồi đâm xe han trọng thương đừng buông tay cha on cố gắng níu chặt lấy cánh tay xe han và hét lên dù cả hai đã cố gắng hết sức nhưng cuối cùng hai bàn tay ấy cũng bị chia cắt hai đứa trẻ kinh hoàng nhìn nhau cha on hét lên thất thanh không được xe han à cha on giật mình tỉnh giấc lại mơ thấy cảnh tượng hôm ấy cậu khó khăn thở dốc tay bất giác mò mẫn hoảng loạn tìm xe hàn sau khi kéo tấm chăn ra nhìn thấy xe hàn đang ngủ ngon bên cạnh cậu thở phào nhẹ nhõm hóa ra đó chỉ là mơ sau đó chợt nhận ra có cái gì đó sai sai cậu kéo tấm chăn ra một lần nữa lại nhìn thấy xe hàn đang nằm đó cha on khựng lại một chút rồi giật mình lùi lại thì hụt tay sắp té khỏi giường xe hàn nhanh tay chụp lấy tay cậu cậu ta cười tươi nói mới đó đã dậy rồi sao trời chưa sáng mà xe hàn ôm chặt lấy cha on rồi thỏ thẻ Ngủ tiếp đi. Cha On cố gắng xoay người thoát ra, nhưng xe Han càng ôm chặt hơn. Sáng hôm sau, Cha On vừa xem xét dấu vết trên người mình, vừa gọi điện hỏi tội tên In Seok. Những cảm xúc từ cái đụng chạm thân mật lúc nhỏ của Moon Sehan cho đến hành động chiếm hữu hôm qua, Cha On đều nhớ rõ. Thứ cảm giác khó quên khiến cậu ngượng ngùng khi nhớ đến. Gọi liên tục nhưng In Seok không nghe máy, Cha On nổi giận chửi, tên khốn này. Cậu chuyển qua khủng bố tin nhắn, nghe máy đi, dung In Seok nghe máy đi, này tên điên đừng im du như thế nhìn thấy cha on chuẩn bị ra ngoài xe han vừa rót sữa vừa hỏi cậu đến trường à cậu ta đẩy ly sữa về phía cha on và hỏi cậu có ổn không cha on giận dỗi bỏ đi và nói đừng nói chuyện với tôi nghe buồn nôn lắm ngay lập tức xe han chặn trước cửa không cho cha on ra ngoài cha on bất lực vậy thì chiều theo ý cậu là được chứ gì tôi sẽ uống sữa và không đến trường nữa cứ xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra làm ơn đi xe han tỉnh bơ kéo cổ áo để lộ mấy dấu vết hôm qua rồi nói vậy sao được chứ đi đi tôi sẽ đưa cậu đi Hôm nay đoàn phim có cảnh quay trong đường hầm. Cha On cứ đứng nhìn chằm chằm mà không dám vào. Sau khi chuyện đó xảy ra, thì cậu đã không thể trở lại như trước kia. Tiền bối giận dữ quát qua bộ đàm, phải quay rồi, xin cha On, cái thằng này, sao không vào nhanh lên. Này, xin cha On. Xin lỗi, tôi vào ngay đây, cha On giật mình hốt hoảng chạy vào đường hầm. Cha On cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cơ thể vẫn run rẩy không kiểm soát được. Chuẩn bị, cảnh 12, diễn. Cha On ảo giác thấy xe han bị người ta bắt đi. Ngay lúc đó, con dao đạo cụ dính đầy máu văng xuống chân, cảnh tượng con dao cắm sâu vào bụng xe Han lại hiện ra trước mắt. Cha On run rẩy đứng im chịu đựng một lúc, mặt mày tái nhợt, hơi thở nặng nhọc. Vài giây sau đó, cậu hoảng loạn đánh rơi tấm láp xuống đất gây ra tiếng động lớn, mọi người tức giận quay lại chửi, "Gì vậy, cậu bị điên à?" Không trụ vững nữa, Cha On lập tức bỏ chạy ra ngoài, Xe Han ngồi trong xe dõi theo lo lắng. Vào nhà vệ sinh, Cha On nôn ói liên tục. Xe Han tiến đến đỡ lấy người Cha On, Cha On ngạc nhiên nhìn Xe Han cậu có biết là đôi lúc cậu lại bị khó thở không rốt cuộc tại sao lại như vậy cha on đầm đìa nước mắt nói xin lỗi đúng là tôi thấy có lỗi với cậu tôi sai rồi cho nên tôi phải làm thế nào mới được đây tôi phải làm gì hả hay là giống như hôm qua xấu hổ trước mặt cậu làm tình là gì thứ cậu muốn xe han hờ hững tháo khăn cổ nhẹ nhàng lau nước mắt cho cha on nói như ra lệnh đừng khóc nữa nếu mà cứ khóc mãi sẽ khiến tôi hứng lên đấy xe han cố tình chen chân vào đẩy cha on ngồi lên toilet sau đó thẳng thắng nói nghe cho kỹ nhé cha on Tôi không quan tâm cậu cảm thấy có lỗi hay thấy thế nào với tôi, tôi đơn giản thôi, tôi bị đổ trước cậu. Tôi sẽ lấy đi toàn bộ những gì của cậu, bao gồm cả sự xấu hổ và cơ thể như cậu nói. Nếu như cậu muốn trục lỗi với tôi thì trừng phạt cậu cũng là điều không tồi. Đúng lúc đó, xe Han có điện thoại, nhân lúc cậu ta nghe máy, Chaon rón rén định rời đi thì bị cậu ta đẩy ngồi xuống. Xe lạnh lùng hỏi, tại sao lại gấp gáp như vậy, giải thích đi. Vừa nói, xe vừa mân mê đôi môi của Chaon, rồi cho tay vào khuấy đảo. Vì phải giải quyết việc gấp Xe Han dặn dò cha On ngoan ngoãn trở về nhà, không được ghé đến chỗ nào khác. Nói xong, Xe Han rời đi ngay, còn lại cha On ngồi một mình trầm tư. Xe Han một mình vào con hẻm vắng người. Cậu đến phòng bảo vệ của khu trung cư và gõ cửa, tôi đến để tìm đồ. Người đàn ông với gương mặt nghi ngờ hỏi, chứng minh thư, một thằng nhóc mà vào chỗ này rồi, cũng là dân cờ bạc à. Xe Han đẩy chứng minh thư vào cho hắn, ngay khi hắn thò tay ra lấy, cậu lập tức túm lấy tay và đập mặt hắn vào cửa kính, tiếp đến vặn ngược tay mặc cho hắn kêu gào. Cậu rút ra con dao và lạnh lùng nói, Chú à, nếu muốn kết thúc nhanh thì nên biết điều chút đi. Từng động tác nhanh nhẹn khiến hắn không kịp trở tay. Vì cha On mà cảnh quay phim hôm nay bị phá hỏng, tiền bối tức giận đấm vào người cậu và chửi mắng. Này xin cha On, vì cậu mà cảnh quay hôm nay không hoàn thành, lại phải tốn thêm tiền chế tác, cậu định chịu trách nhiệm thế nào đây hả? Mặc cho cha On thành khẩn xin lỗi, anh ta vẫn tiếp tục mắng. Xin lỗi là xong à? Cậu địch con mẹ nó không thích tham gia quay phim chứ gì? Không ạ, à, em thật sự sai rồi. Cha On vừa nói đã bị anh ta đẩy mạnh vào chiếc xe phía sau, miệng liên tục chửi bới. Quan quang cả sấp kịch bản vào mặt Cha On. Cha On lảo đảo đứng chịu trận. Tiền bối Sung Hyun theo dõi rồi lập tức báo cáo tình hình cho Sehan. Cha On lững thững đi về. Tức có người nào đó túm lấy tay cậu kéo vào trong con hẻm. Đó là In Seok. Anh ta tỉnh bơ nói, vẫn còn sống này, cứ tưởng là chết rồi chứ. Có bị gãy chỗ nào không? Nói a xem nào, coi răng còn đủ không? Cha On giận dữ hét lên, dung In Seok, đồ khốn chết tiệt! Cậu tung một đấm vào mặt anh ta. Bị ăn một đấm bất ngờ, In Seok tức giận đánh trả một cú mạnh vào mặt Cha On và chửi, chết tiệt! Anh lo lắng cho em nên mới đến xem sức khỏe cha On đang không tốt, lại ăn trọn cú đấm nên chảy cả máu mũi. In Seok hoảng hốt đỡ lấy cậu kiểm tra, không sao chứ? Ai bảo em chưa nghe anh nói mà đã động tay rồi? Sao sức của em lại giảm sút vậy? Bị đánh có một cái đã chảy máu mũi rồi, bình thường có yếu như này đâu? Cha On dùng tay chân đấm đá vào người anh ta và chửi, sao anh có thể làm ra chuyện đó hả? In Seok đỡ đòn của cậu và giải thích, anh cũng có lý do mà. Cha On mất bình tĩnh mà gào lên, chuyện đó là sao đồ điên này? Sao anh với Moon Sehan lại quen biết nhau? anh ta giữ lấy cậu và tiếp tục giải thích không làm sao anh biết tên đó được anh chỉ làm theo yêu cầu thôi bình tĩnh lại đi cha on kích động đến khó thở cậu vừa thở hồng hộc vừa uất ức kể anh nói là làm theo yêu cầu sao anh biết vì anh mà tôi đã làm gì không cùng với moon se han cùng với cậu ta cha on bất ngờ đổ gục vào người in seok anh ta ngơ ngác đỡ lấy cậu ngất rồi sao cha on à xin cha on anh sai rồi em mau tỉnh lại đi hết cách cũng không thể bỏ mặc cha on trong tình trạng như thế này in seok bế cha on theo thì vô tình làm rơi điện thoại cậu xuống đất vỡ nát Cha on gọi Jun Quang đến xử lý nốt phần còn lại, anh ta cảm giảm khi nhìn thấy mớ hỗn độn này. Cha on tỉnh bơ nói, chẳng phải gọi anh đến để xử lý chuyện này sao? Jun Quang cảm thán, xe han của chúng ta lúc nhỏ dễ thương biết bao nhiêu, vừa chạy theo anh vừa gọi, anh ơi, anh ơi. Xe han chỉ, đồ ở đằng đó qua mà lấy. Trong khi anh ta rảnh rỗi tâm tình, vậy nên nghe lời chủ tịch đi, vì cậu đi sai đường nên mới bắt cậu làm những việc linh tinh như này đấy. Lúc nào cũng phải dính máu, chịu đi du học thì tốt rồi, nhiều người muốn còn trả được. Đi học về rồi thừa hưởng công ty, sao phải đi làm mấy chuyện này? Trong khi đó, xe han kiểm tra điện thoại, sau đó gọi điện cho Chaon. Dung Quang nói một hồi rồi bảo, cậu không nghe tôi nói à? Gọi cho Chaon không được, xe han tức giận ném luôn điện thoại, khiến Dung Quang giật hết cả mình. Sehan mệt mỏi thở dài, sao lại không chịu nghe lời gì hết vậy, thật là điên mất thôi. Sợ đưa một người ngất xỉu vào khách sạn sẽ gây hiểu lầm, nên in Inseoc đành vác Chaon về nhà mình. Thấy Chaon đổ nhiều mồ hôi và trông có vẻ khó chịu, anh ta cởi áo khoác cho cậu vô tình nhìn thấy mấy dấu vết trên người cha on in xe ốc trợ mắt cảm thán thật là hỗn loạn mà anh ta nhớ lại những khoảnh khắc nóng bỏng bên cha on không kìm lòng được mà nghĩ bệnh. trong lúc cha on ngất đi anh ta bị ổi mà giở trò với chân của cậu đúng lúc cha on bất ngờ tỉnh lại liền cho anh ta một tát tai in xe ốc miếu máu anh xin lỗi mà lúc đầu anh không có ý định đó đâu cha on nổi giận ném giấy và đuổi anh ta cút đi sau khi nhận ra đây là nhà anh ta cha on hỏi nhưng tại sao tôi lại ở nhà anh in có cơ hội bật lại cái đó là do em đột ngột ngất xỉu. Tại sao em lại ngất như vậy? Từ khi nào em lại yếu đuối như thế hả? Cha On im lặng không trả lời, sau đó nói, tôi phải về nhà, điện thoại và cặp sách đâu rồi? In xe ốc cầu nhau, cái đó sao lại hỏi anh, có khi nào em vứt đi rồi không? Việc tìm đồ hộ không phải là trách nhiệm của anh nhé. Cha On thở dài chửi, tên khốn rác rưởi. In xe ốc túm lấy mặt cậu cằn nhằn, mà sao em cứ ăn nói kiểu đó với anh thế? Muốn bị ăn mắng à? Cha On bực bội hỏi, phòng tắm ở đâu? Nói đi. In Seok đưa áo của mình cho cha On thay, cậu giận dỗi giật lấy nó rồi lườm anh ta. In Seok đột nhiên nghiêm túc nói, cha On à, em nghe cẩn thận đây. Thật ra lúc nãy anh định nói rồi, nhưng do em lên cơn điên, nên anh chưa kịp nói. Chuyện gì, cha On nổi quả quát. Cái thằng bạn thân như người nhà của em đó, trông không giống người bình thường đâu, không phải là xã hội đen hay gì đó chứ. Cha On khựng lại, sau đó trả lời, không phải, nói cái khỉ gì thế. In Seok quả quyết, thằng đó dọa giết anh đấy, không biết bằng cách nào mà nó tìm được anh, rồi còn đấm anh nữa. Tất cả là do thằng đó lên kế hoạch và bắt anh làm theo. Chứ nghĩ gì mà anh làm như thế với em được? Chắc chắn thằng đó là một kẻ điên. Có bao giờ em nghi ngờ điều gì khi sống cùng nó chưa? Suy nghĩ kỹ đi, rồi tránh xa nó ra. Trên đường về, Chaon minh man suy nghĩ. Vì sống ở nhà họ Mun bao năm trời, nên Chaon biết rõ những người ở đó là loại người như thế nào. Cậu đã muốn nhanh chóng ra ngoài sống. Tuy nhiên Chaon vẫn tự chấn an bản thân rằng Mun Sehan là ngoại lệ, không có lý nào Sehan cũng như vậy. Không phải là không nghi ngờ, mà là cậu muốn đặt niềm tin vào Sehan. Ngay lúc đó, xe Han từ trên xe xuống và tiến nhanh đến chỗ cậu gọi, "Xin Chaon, cậu đang làm gì ở đây vậy? Tôi đã nghĩ cậu đi mất rồi." Trước đó xe Han đã chạy khắp nơi tìm Chaon, đến trường quay, đến trường học, về nhà đều không có. Điện thoại thì không gọi được, cũng không thể định vị. Cảm giác bất an và khó chịu vô cùng vì đã tìm khắp nơi mà không có chút tin tức nào. Xe Han tự hỏi, "Mấy tiếng trôi qua rồi, cậu ở đâu vậy? Lẽ nào đã chạy trốn đến mức đó luôn sao?" Chạy thêm một chút, xe Han nhìn thấy Chaon đang đi bộ trên lề đường. Xe Han bảo, đừng ngồi phía sau, ngồi ghế trước đi. Ngồi trên xe, cậu quan sát người cha on, mọi lần đều lau khô tóc trong nhà tắm rồi mới ra ngoài, nay thì tóc vẫn còn ướt, áo thì mặc của ai đó. Xe Han dặn, cài dây an toàn vào đi. Lăn lộn ở đâu về không biết, xe Han nghĩ rồi bực bội thở dài. Đi được một đoạn, nhận thấy đây không phải đường về nhà, cha on thắc mắc hỏi, cậu đang đi đâu thế? Xe Han à. Tuy nhiên xe Han chỉ im lặng không trả lời, cha on lắc lắc tay xe Han, thì cậu ta gỡ tay cha on ra rồi lạnh lùng bảo, tôi đang giận đấy cha on à, cậu giận tôi sao cha on rón rén hỏi đúng rồi cậu đó nhưng có vẻ như đến cả lý do cậu còn không biết nên tôi đang suy nghĩ không biết phải làm sao đây cha on lập tức giải thích không hình như cậu hiểu lầm gì đó thì phải nhưng chưa kịp nói thêm đã bị xe han cảnh cáo cha on à tôi đang lái xe nên cậu im lặng chút đi được không nếu cậu không muốn xảy ra chuyện gì ở đây dù thấy oan ức nhưng cha on chỉ biết im lặng xe han đưa cha on đến một căn nhà lạ cha on hỏi sao lại đến đây xe han tỉnh bơ đáp để cậu không thể đi đâu cả cha on giật mình lập tức xoay người định rời đi thì xe han nhanh tay chặn cửa lại cha on bất lực hỏi tại sao bởi vì cậu đã bỏ trốn xe han nói cha on giải thích không phải lúc đó tôi đang trên đường về nhà nhưng do gặp chút chuyện đột nhiên gặp một người nên mới xe han dồn ép hỏi chuyện gì gặp ai cha on ấp úng không thể nói rõ người đó là ai xe han giữ lấy mặt cha on nhìn thẳng vào mình rồi hỏi gặp rồi làm gì cha on vùng vằng bỏ đi khó nói lắm nhưng không phải như cậu nghĩ đâu xe han lao đến dò hỏi khó là chuyện gì cậu đi vay nặng lãi à tôi đã cho cậu cơ hội nói rồi là cậu cứ giấu tôi nên không còn cách nào khác là tự tìm hiểu vậy xe han áp chế rồi xoay người cha on lại tôi không làm cái gì cả thật đó cha on quả quyết xe han nghiêm túc kiểm tra người cha on cậu không biết là da mình rất nhạy cảm hả chỗ này để lại giấu cả chỗ này nữa vẫn không chịu nói thật sao cha on ngượng ngùng là vì với cậu vì tôi cùng cậu nên mới thế tôi thật sự không làm gì cả thật đó tin tôi đi mà bị vẻ nũng nịu chân thành của cha on lai động Sehan nguôi giận và ôm chầm lấy cậu ấy, sao cứ làm cho tôi mùi lòng thế này, cậu hy vọng tôi bỏ qua cho cậu sao? Nhưng mà trên người cậu có mùi của thằng khác. Dù sao thì, phải cầu xin thêm chút nữa thì mới bỏ qua được. Cậu làm được chứ? Sehan bắt Chaon cởi áo đang mặc và mặc áo sơ mi của mình vào. Thấy Chaon trần trừ không muốn làm, Sehan cả trớn hỏi, sao thế, không định làm hả? Hay là làm chuyện khác nhé? Chaon ngây thơ hỏi, chuyện khác ư? Nhìn thấy vẻ mặt nham hiểm đó của Sehan, cậu giật mình từ chối cậu quyết định sẽ nhắm mắt lại cứ nghĩ xe han là một người khác là được tuy nhiên sau khi thấy xe han nhìn mình chằm chằm cậu ngượng ngùng dùng tay che mặt xe han buồn cười hỏi cậu đang làm gì thế cha on đỏ mặt tôi không làm đâu xấu hổ chết mất xe han quyết định là người chủ động một lúc sau cha on ôm chầm lấy xe han mà nũng nịu xe han à đau lắm xe han hiểu rõ cha on cậu vỗ về cho nên là cậu thích hay là không thích cha on gục mặt vào vai xe han trả lời tôi không biết xe han cưng chiều bảo cái này mà chưa rõ à không sao đâu, tôi sẽ chỉ cho cậu. Bị xe han trêu chọc một lúc, cha on miếu máu này nỉ, dừng lại đi mà, tôi đã làm sai tất cả. Xe han thích thú, vậy nên cậu sẽ nói đã gặp ai và làm gì với người đó đúng chứ? Chaon cố chấp, cái đó, không thể nói. Xe han bất lực, tôi thích cái tính cứng đầu này của cậu, nhưng cứ thế này thì không được đâu cha on à. Chaon on miếu máu tiếp tục đòi dừng lại, xe han cả chớn ôm trầm lấy cậu khen, dễ thương quá. Chaon vô tình cào vào tay xe han, cậu bối rối xin lỗi, tôi không cố ý cào đâu xe han giả vờ mếu máu đau lắm liếm cho tôi đi cha on ngây thơ tin thật liền làm theo sau đó cậu ta giữ lấy mặt cha on mà hôn say đắm xe han thủ thỉ bên tai cậu không được biến mất như hôm nay nữa đâu biết chưa bạn đang xem video tại kênh nhâm nhi truyện đam nhớ đăng ký kênh và bật thông báo để xem video sớm nhất nhé